Ngày hôm nay team tụi mình ai cũng mặc áo màu vàng hết trơn á. Các bạn nhìn vô đây cũng sẽ biết team tụi mình chơi trò chơi dân gian đúng không? Đúng, chỉ khi chơi trò chơi thì team mình mới mặc áo nhóm thôi. Ủa sao team mình không tập hợp ở nhà anh Vinh mà lại đi tập hợp ở chỗ này vậy? Đại IQ 200, thầy có biết tại sao hôm nay mình ở đây không vậy? Mày nhìn đi, ở đây là đâu? Trường học. Đứng trường học đi làm chi? Thì đi tới trường để học. Nhưng mà bữa nay chủ nhật mà mày, làm gì có giáo viên nào dạy? Thì đó, bởi vậy, tao đâu có biết đâu. Wow. Cái trường cấp 1 mà nó bự hơn cái trường cấp 3 thì mình đó các bạn. Ôi, tới trước, đứng ngoài nắng đợi tụi mình mấy anh chị ơi. Alo mấy đứa nha. Em nói trước, hôm nay anh mà dạy phụ đạo là em đi về đó nghe. Em mới học có lớp 4 mà, đi học thì quẩy ba lô chà bá. Bài tập thì một đống, một ngào hai buổi nữa, cái em lớn không nổi luôn á anh Vinh. Anh biết trong tuần mấy đứa học nhiều rồi, thành ra cuối tuần này á là anh chỉ tổ chức trò chơi cho mấy đứa chơi thôi. Thì trong cái video trốn tìm gần đây nhất mình có chia sẻ khi nào cái clip nó chơi 100.000 like thì mình sẽ tiếp tục thực hiện cái series này. Thì ngày hôm nay anh tập hợp mấy đứa tới trường tiểu học này nè là để chơi trốn tìm. Thì quy tắc cũ, tay trắng tay đen tìm mấy người bắt đi. Anh Vinh, em có ý kiến này nè. Hay là bây giờ mình chơi giống clip trước đi. Anh sẽ là người đi bắt, còn tụi em sẽ đi trốn. Thành viên nào mà tung được thì sẽ có thưởng. Thôi đi. Ý kiến của mấy đứa thấy sao? Vậy nè anh ơi. Rồi vậy đi cho tiết kiệm thời gian các bạn ơi. Thì quyết định mình sẽ chọn cái cây cột này nè, làm cái cột tung nha mọi người. Mình sẽ lấy cái áo mình buộc lên trên này để mà tránh hiện tượng mấy đứa nó tung lộn cột. Rồi buộc lên trên này luôn. Mấy thằng trai cầm cam nè, quay để quá trình trốn tìm nha. Dạ. Đưa cam nhau ra cầm đi cho thầy. Rồi rồi cho. Lấy cái này. Con trai cầm máy rồi tụi con gái tụi em nó không cầm không? Máy để trên ghế thì cần đi đặng lấy đi. Mỗi đứa một máy nha. Dạ. Á Tiên cầm cái máy có tay cầm á. Lấy cái cam nào giờ ta? Nè. Lấy cái cam Google 6 cho nó nhỏ gọn. Mình thì trung thành với Google Maps. Còn mình sẽ lấy Google 7. Mình cầm cam không có dẫn cho anh chọn cái máy có tay cầm nha. Còn có cái máy này hả? Rồi mấy đứa sẵn sàng hết chưa? Dạ. Rồi anh sẽ đếm tới 500 nha. Dạ. 500 bắt đầu. 50, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. 50, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Ý, cái bảng hồng này trốn được nè. Đi đây trốn thôi. Cái bảng này có một khoảng hở nè các bạn. Kiểu này anh Vinh sẽ thấy cái chân của mình. Không sao đâu, mình sẽ đứng lên đây nè. Đó. Ủa, cái bảng này di chuyển được. Chơi trốn tìm thà mình trốn kỹ để anh Vinh xả. Còn đỡ hơn mình bị bắt không được gì luôn. Có chỗ nào để trốn không ta? Ở trong này có phòng nè, để vô đây. Mình trốn ở đây nha. Ở trong này toàn máy móc điện đùng vậy không à. Thôi không được, đi ra. Ở bên hông này được nè. Để vô đây. Mình tìm chỗ trốn nãy giờ mà chưa thấy nữa các bạn ơi. Trốn đâu giờ ba? À có rồi. Đây. WC Nam nha các bạn. Đó, mình quyết định mình sẽ trốn trong đây nha. Đó, vô thôi. Ừ, nó nhỏ thôi. Dạ, sinh ra mới chú. Ủa, chỗ này là quá an toàn luôn các bạn ơi. Thôi mình nói nhỏ nhỏ thôi, mất công anh Vinh anh nghe nữa. Đó, vô chỗ này nè. Mặc dù nó hơi lạnh một xíu, nhưng mà mang về chiến thắng là được các bạn ơi. Thôi, đóng cửa lại. Mình sẽ ngồi đây chờ cơ hội, vậy chạy ra tung thôi các bạn ơi. Cứ ngắt rồi các bạn ơi. Trốn không có được. À, có rồi. Mình sẽ trốn trong cái hốc này nha. Theo mình dự tính á, là từ đây chạy ra ngoài chắc cũng khoảng 5 giây á. Mình sẽ tung vô. Nhanh đi, nhanh đi, nhanh đi. Ê, cái lưu kìa. Mày nhường tao cái lưu đi hả anh? Thôi để tao đi. Để tao cho. Mày dành tao. Tao vô vừa mà. Trời ơi. Ê, không có giờ đâu. Bị lưu, bị lưu, bị lưu. Nè, nè. Ừ, vô đi á Tiên. Cảm ơn anh. Trời ơi, cực khổ dữ vậy. Rồi được chưa, được chưa? Rồi, hạ xuống này, hạ xuống này. Ê, rồi, chỗ nào? Ê, bên đây có cái. Ê, qua đây nè, anh, qua đây nè. Ê, có lỗi chui vô nè. Ừ, mày chui vô trước đi, tới tao chui vô.
Trời ơi, tới tao. Không có vừa, mình tao được rồi. Gì vậy? Chú Chung nặng bị bắt chết chùm luôn á mày. Trời ơi, chỗ nào giờ ta? Nó kính nhưng mà nó ơi, các bạn ơi. Thôi bay kiếm chỗ khác trốn đi. Kiếm giờ chỗ nào giờ mày? Ơi, tao ra sao cái tủ này cho. Mình ra sao tủ này các bạn ơi. À, đây. Cái chốn chỗ này nha các bạn. Cái chỗ này an toàn nè. Mình chỉ cần đợi anh Vinh đi bắt nữa là xong rồi đó. Tính của mình á, ai giành là mình nhường hết luôn. Bởi vậy bây giờ đâu còn chỗ nào trốn đâu. Không lẽ nhảy vô bụi chuối trốn luôn chứ. Trốn ngoài sau trường này thì cũng im đó. Nhưng mà xa cái chỗ anh Vinh quá bạn ơi. Không biết cái lúc nào mà anh Vinh rời xa cột tung á, để mình chạy ra mình tung nữa. Với lại ở đây có cái live cam nè. Cái live cam này là do anh Quang điều khiển nha các bạn. Đó. Để chừng nữa là ghép vô video nhìn cho chuyên nghiệp. Trường vô rộng dữ vậy trời. Thôi trốn ngoài sau sân trường cho chó chắc. Quyết định trốn như này nha, nhưng mà phải khòm xuống mới được. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 1000 nha. Đủ. Video trốn tìm lần này trong trường mình sẽ đếm tới 1000 nha các bạn. Giờ mình sẽ đi kiếm mấy đứa coi. Đâu, phải đi kiếm. Không có bà. Mấy đứa này hay quá. Gần đây á, gần tới mùa hè các bạn. Ve nó kêu sùm muốn điếc cái lỗ tai luôn vậy. Không có luôn rồi. Cái trường này á, có rất là nhiều chỗ trốn nha mọi người. Cái kiểu nãy đây, không biết chuyện nào mới bắt được một đứa ở đây. Trời ơi. Chị Thảo. Vinh chị Thảo đầu tiên nha. Có nghĩ sao mà trốn ở trong cái chậu bông kế bên cây cột tung trời. Liều ăn nhiều mà anh. Còn thua, mất hết. Ờ gì thôi mất hết đã cưng. Thôi để bạn xem trốn chỗ khác. Gì mà có vòng thứ hai nữa. Khi nào mà anh bắt mấy đứa cưng trốn á thì chỉ duy nhất có con vòng này thôi. Trời đất ơi, sao lúc đầu không nói như vậy, đi em trốn chỗ kinh kính. Đi lại bằng ghế đá làm khán giả đi cưng. Dạ, anh Vinh. Hồi nãy em thấy mấy đứa kia chúng đằng đẳng á, anh đẳng kiếm đi. Thằng chị thứ dữ nữa. Quá xứng đáng đồng tiền bắt gạo luôn. Very good sister. Không thấy đứa nào hết trơn trời. Nhìn chung á, cái trường này cũng khá là rộng nha các bạn. Nếu mà mình đi xa cây cột tung là sẽ cực kỳ nguy hiểm. Cái phần thưởng lần này mình sẽ tiết lộ với các bạn luôn. Một thành viên mà nó chạm vô cây cột tung nó sẽ được thưởng 500.000. Vinh Phương. Vinh Phương. Tùng. Tùng. Chạy hả bởi. Rồi. Rồi hai đứa làm khán giả đi nghe. Không. Dễ Tùng với anh lắm hả cưng. Ngồi đây đi. Mình sẽ đi kiếm các thành viên còn lại nha các bạn. Ô là trời. Ở trong đây trời nắng nóng nực quá các bạn ơi. Coi bộ phải tìm chỗ khác trốn rồi. Đây mình leo qua cái. Trời ơi, hồi nãy chui vô cũng không được, bây giờ ra cũng không xong nữa. Bây giờ mình chỉ cầu là anh Vinh không bắt được mình xong rồi xả mình thôi các bạn ơi. Họ không có đứa nào luôn các bạn. Cái trường này nó rất là rộng luôn. Hồi xưa làm gì có trường cấp 1 gì để cho mình học các bạn. Không có luôn trời. Bạn nhìn thấy không? Có thư viện xanh nữa chứ. Viết cả trường tiểu học hơn trường đại học nữa. Không có luôn bạn. Phải vừa đi đâu đó cũng phải phòng ngự cái cột tung đó. Sợ mấy đứa nó tập kích. Trời ơi. Bên đây trường cấp 1 bên này đang mở nhạc vực kìa các bạn. Thằng thù. Tù. Tiểu học. Ủa? Rồi camera này có bấm quay không vậy? Em quên anh ơi. Rồi. Ê cho thằng nhau. Tù. Ủa gì anh cho anh? Bà hỏi anh làm gì? Ê Tùng. Nãy em Tùng rồi. Ủa? Ủa gì không hả? Sao em nói anh Vinh đi đâu rồi? Thì nãy anh đi đâu mất tiêu rồi. Ủa sao không bấm, không bấm máy quay? Em quên. Trời ơi chết anh luôn rồi, cầm máy quay luôn đi. Dạ. Nhiệm vụ con cái việc mà bấm nút quay cũng quên nữa.
cửa coi. Nghe em gu các bạn ơi, mình chạy ra tung lên. Tung được rồi. Ủa, anh đi đâu mất tiêu các bạn ơi. Giờ mình chạy vô kêu anh Ngáo liền mới được. Anh Ngáo ơi, anh Vinh đi đâu mất tiêu rồi. Ui, anh Vinh chạy dưới rồi. Gì vậy? Anh Vinh đi đâu mất tiêu rồi. Anh ra tung liền đi. Trời ơi, cơ hội của mình tới các bạn ơi. Cơ hội của mình. Cơ hội của mình. Ôi gì anh Vinh? Tung rồi. Ủa gì Hoàng? Sao em nói Vinh đi đâu rồi? Thì nãy em đi đâu mất tiêu rồi. Em đùa anh hả? Có đâu. Trời ơi, Hoàng làm vậy là chết mình rồi các bạn ơi. Trời ơi, giờ bắt được 3 đứa hả? 4 đứa các bạn. Sống có mình Quang Mập à. Để anh em coi thử. Chạy ra sau hàng coi thử. Mấy cái lớp á, vào ngày Chủ nhật này là nhà trường ta khóa hết rồi. Thành ra là mình cũng khỏi lo mấy đứa nó trốn trong lớp nha các bạn. Anh Vinh anh đi xa lắm rồi, đây chính là cơ hội cho mình tung nè. Chủ nhật này cái trường cấp 1 bên đây hát karaoke sung quá các bạn ơi. À, Vinh đã tiên nha các bạn. Vinh là Ngọc, Vinh là Ngọc. Trời ơi, đâu anh đi. Ủa, nghĩ sao chui chó lu vậy, sao chạy ra cân, thông minh chứ hả? Bên đây còn được một An Ngọc sống nữa các bạn ơi. Ủa, sao ông Dương nữa? Em trốn nãy chạy đây cái mộp chứ chị. Vậy là được 3 đứa sống à, đứa nào đâu giơ tay lên. Đây. 1, 2, 3. Còn là nhiêu bị bắt hết rồi. Rồi ngồi yên ơi, đằng cái băng ghế đó đi. Kiếm các thành viên còn lại các bạn ơi. Còn ai ta? Vũ Thanh, A Đại. Còn 2 thành viên nữa thôi. Hiện tại bây giờ là mình không thấy anh Vinh đâu nha bạn. Bây giờ mình sẽ mò mò xuống tầng dưới, lựa thời cơ rồi đi tung nha. Ok. Xuống tầng dưới mình lựa thời cơ rồi mình sẽ tung nha bạn. Đi từ từ xuống. Tại tầng dưới nó dễ quan sát hơn nha. Đây, mình xuống tới tầng dưới rồi nè. Anh Vinh kìa bạn, anh Vinh kìa, anh Vinh kìa. Ui, núp xuống, núp xuống. Anh Vinh kìa. Anh Vinh anh đi xa lắm rồi, đây chính là cơ hội cho mình tung nè. Đợi anh Vinh đi xa xa, mình sẽ lựa thời cơ mình tung nha bạn. Hồi hộp quá. Tung. Ê, con Dương nó tung rồi kìa bạn. Dương nó tung rồi kìa. Anh Vinh cả bạn ơi. Tung được rồi bạn ơi. Ai á? Hay quá. Bà đó. Trốn đâu vậy? Trốn trên lầu 3 đó kìa. Có gì chia tiền mua trà sữa cho anh uống nữa nha. Yên tâm. 500 ngàn luôn đó. Ôi, rất là vui luôn, chuẩn bị có thưởng rồi. Còn Minh Quang. Còn hai đứa nữa à. Còn con Đại với Thanh. Mình sẽ đi qua đây hỏi mấy người này nha bạn. Ôi, Ngáo cảm xúc bây giờ như thế nào? Trời ơi, bây giờ chỉ còn thằng Thanh với thằng Đại thôi các bạn ơi. Không biết ai là người tung tiếp theo nữa. Nãy trốn kỹ lắm luôn, mạnh gì vẫn bắt được á. Nãy chị trốn kỹ lắm luôn á. Chị mà trốn ở đâu? Trốn nằm chậu kia kìa. Thôi em chậu kỹ kỹ được. Trốn sao trường luôn bị bắt rồi. Anh trốn kỹ hơn em nữa. Chắc chắn là anh Vinh bắt được hai đứa kia rồi. Bây giờ phải chờ thôi các bạn ơi. Nãy giờ mình nghe la ngoài sao hẹn quá trời luôn. Anh Thanh cả hay lắm. Anh
Vinh chạy nhanh hơn. Thanh chạy nhanh lắm nha. Anh Vinh chạy nhanh rồi đó. Thằng Thanh chạy nhanh hơn. Thanh chạy nhanh hơn. Sớm tới giờ là ở khắp cái trường này mình đã kiểm tra hết rồi. Nhưng mà chỉ còn cái phía sau hè này mình chưa có kiểm tra thôi. Đấy, hồi sớm ở đằng đây nè, là Á Tiên nó trốn ở trong cái lu này nha các bạn. Đấy, nó bị mình bắt rồi. Giờ ra sau hè kiểm tra cái nữa. Rồi, Vũ Thanh sống rồi các bạn ơi. Ê, kìa, thằng nào ở đằng đây. Từ từ các bạn. Thằng Vũ Thanh nó sống thì ở trong này còn đại thôi nha. Nhưng mà bây giờ đó, mình sẽ bắt nó nha các bạn. Chưa kiểm tra thôi. Đấy, hồi xóm ở đằng đây nè, là Á Tiên nó trốn ở trong cái lu này nha các bạn. Đấy, nó bị mình bắt rồi. Giờ ra sau hè kiểm tra cái nữa. Ôi, anh. Đúng được chắc ơi. Đây. Đúng được rồi nha các bạn. Đâu. Còn đại. Anh nói gì thẳng hơn 100 cà đấy. Ôi đã vậy. Kìa anh chạy ra kìa, Cái mình mập mà nó chạy ra không lại mình. Video này vậy là mấy bạn tung được giơ tay lên nè. Mấy người? 4 người. 1 2 3 4 người. Rồi. Để kiếm tra coi. Biết còn đủ tiền không đó. Lấy gút giùm anh luôn đi cưng ơi, quá mệt rồi. Gút mỗi người 500.000 nha, người nào tung được 500.000 cầm. Ôi, còn không kiếm anh. Ơi, hình như là không đủ rồi anh ơi. Còn 2 chục rồi. Lấy đại luôn đi. Đưa sao luôn đi các bạn. Hết tiền rồi. Rồi video này thì mấy đứa thấy sao nè. Có tiền mà không vui sao được. Còn mấy thành viên bị bắt này thì cảm nhận như thế nào mình cứ chia sẻ thật lòng, buồn nói buồn, vui nói buồn. Chạy quá mệt luôn anh Vinh ơi. Hồi nãy em trốn vô kỹ dữ lắm luôn rồi á. Em cũng trốn kỹ mà sao anh bắt hay dữ vậy? Anh thằng bà là trốn dở nhất bà già nhất. Các bạn ơi, mình bị bắt á là tại thằng Quang không á. Thằng này là nó ngáo, đặt tên nó ngáo là không có sai. Ở đây mình đứng ở ngoài cây cột. Nó chạy thẳng ra ngoài để đâm đầu ra đây, nó thấy mình xong cái nó bị bắt. Này nè. Em chạy rớt dép luôn nè. Chút xíu nữa là ăn anh Vinh ơi. Cưng dở cưng ơi. Còn em trốn xong rồi. Nói này dở rồi. Nhỏ này thắng. Em thắng luôn. Rồi, chúc mừng 1, 2, 3, 4 thành viên này nha. Rồi, hy vọng thì các bạn sẽ yêu thích cái series trốn tìm này của mình. Và tiếp tục đăng ký kênh, bấm like và bấm vào cái chuông để ủng hộ team mình nha các bạn. Bây giờ thì hẹn gặp các bạn clip tiếp theo. Bye bye. Để muối với đường vô đi hồn. Rồi, được rồi. Trộn lên rồi. Chị Thảo, đổ khoai vô bọc đi để em nặn ra nè. Đây là giấy nến, tác dụng của nó là chống dính và giữ hình dạng của bánh khi các bạn chiên. Cầm đàng hoàng Tiên ơi. Cái một tay rồi, bỏ vô. Mà nặng cái cục gì vậy chị Thảo? Em thấy cục này giống cục đó lắm nha. Hai đứa bay đang nghĩ cái gì vậy? Chị đang nặng con sâu mà. Sao giống cục xít quá vậy?